Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay nha. Dạ hôm nay thì Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình sẽ đi dạo đêm cùng với Hải tại những con đường trung tâm Sài Gòn, những cập nhật những hình ảnh mới nhất về Sài Gòn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Dạ thì đến bây giờ thì có vẻ là hiện tượng muốn mưa mọi người ạ. Gió thì đang thổi tương đối là lớn mà bầu trời thì cũng đang ngoài đèn xám xịt đấy. Không biết là sẽ mưa lúc nào đâu. Dạ thì mình cứ đi dạo thôi, lúc nào mà mưa thì Hải xin phép được dừng hành trình mọi người để nếu mà có mưa thì mình sẽ tiếp tục đi tiếp. Dạ thì hôm nay buổi tối tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng thì mọi người thấy rất là đẹp phải không mọi người? Đấy, cực kỳ là đẹp. Bây giờ thì Hải sẽ qua cái quán Cantinat, quán cà phê bên kia cũng như là khu vực bến tàu Bạch Đằng để quay cho mọi người cùng xem nhé. Giờ này chắc là đi qua đấy phải đông nghịt người luôn này. Giờ mà muốn order một ly cà phê tại khu vực này tương đối là khó. Thì lượng người tới rất là đông, mọi người có thể thấy cực kỳ là đẹp. Con view đấy rất là đẹp luôn. Thực sự nếu mà ai vào đến Sài Gòn mình cũng phải ghé qua khu vực này mọi người. Vì nó ngay tượng đài Đức Thánh Trần cũng như là góc view này nó rất là đẹp. Tối nào cũng vậy chứ không phải là tối thứ bảy và chủ nhật cuối tuần đâu mọi người. Bạn đang ngồi uống cà phê cô chú luôn. Đây góc view này cũng đẹp đây này. Nhưng mà giờ này chắc là vào là full bàn rồi. Đấy là full bàn ghế hết rồi. Thực sự rất là đông thì đây là cái mặt độ ẩn trời của mình. Và bên này thì đang đứng xếp hàng để mua cà phê thì mọi người cũng thấy là quá là kinh khủng ấy. Rất là đông. Mà thành phố này chỉ có mình cái tiệm này mọi người, tiệm bên kia thì nó không đông đúng tiệm bên này đâu. Bây giờ mình cùng đi tiếp. Chỉ nói chung là chỉ có cái góc này thôi. Bây giờ mình qua bên này xem tàu thì đã đi rồi. Hôm nay Hải còn chưa qua được khu vực bên kia cơ. Qua mình để xem. Đây là công viên dọc bờ sông Sài Gòn. Không biết là nó nay có cái gì thay đổi không? Có hay là có sự kiện gì không? Mọi người đang đứng chờ tàu này. Đây thì hiện đây thì chắc là Hải sẽ đi lên trên cầu Ba Son coi cho mọi người luôn vào buổi tối ngày hôm nay xem trên cầu Ba Son như thế nào.
À, thật sự hôm nay gió mát, dễ chịu. Có một chút dấu hiệu mưa nhưng mà chắc là cũng chưa có thể mưa được. Phía bên này thì có cái bãi xe dành cho mọi người đi tàu thôi. Còn mọi người muốn uống cà phê thì mọi người hãy gửi ở bên kia, gửi ở bên bảo tàng Tôn Đức Thắng. Người hình như là không phải, từ hôm nay cầu Ba Son lên lép rồi đúng mọi người nhỉ, hay là bị ho mắt ta, hay là cái đèn nào chiếu qua thì là khá là đẹp đấy, không biết là có đúng không, mọi người nhìn là họ hả, khá là đẹp đấy, không biết là có đúng cầu Ba Son lên lép không này. Phải mọi người ạ, cái này chắc cái tàu cái gì đi qua đẹp ghê luôn á. Cái cầu này mà nó mà lên đèn led nó đẹp, giống như cái khu vực cây cầu ở Vũng Tàu đẹp. Mình đứng chờ xem có phải lên đèn led không nhỉ. Tàu kia đi qua đó. Bây giờ mình sẽ về với đường Hai Bà Trưng. Sau đấy thì sẽ quay trở về lại với đường Lê Thánh Tôn. Về hướng về khu vực chợ Bến Thành. Kia thì có cái tiệm cà phê trứng, nhìn thấy khá là đẹp, trang trí đẹp ghê luôn. Bên cạnh là một tiệm Mecha Coffee đây. Mecha cà phê đây. Qua đường nó sợ kinh khủng luôn. Hy vọng thì thời gian tới là sẽ có cây cầu để phục vụ nhu cầu đi lại cho mọi người.
Vâng, thì Hải đã lên tới khu vực nhà hát thành phố với mọi người đây. Góc kia thì có một cây hôm qua nó lốc. Cây này thì phải cắt tỉa ở đây. Hôm qua lốc khá là nhiều cây. Xe bớt 2 tầng đây. Đi liên tục, chở liên tục. Còn cho mọi người xem cái hàng dài 1 km. Xe vào liên tục. Đồng, rất là đồng. Đây mình thấy này, xếp hàng dài dặc đây để kinh khủng và đến vài trăm người luôn đang đứng xếp hàng để trải nghiệm xe bus 2 tầng. Bên kia nữa mọi người, bên kia nó cũng đông không kém luôn. Kéo dài đến đầu bên kia luôn, đầu xe bớt bên kia. Hết cả đường đi. Kinh không? Đấy, xếp hàng dài dần dần.
tới đây thì Hải xin phép được dừng video clip ở đây nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị các bạn đã đồng hành cùng Hải, và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Hôm nay có cái là xe điện không được vào bên trong này luôn mọi người. Trước thì nhớ được vào, đến bây giờ thì đậu bên ngoài luôn rồi.